chiều tất cả các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại với Taxi Sim, một game mô phỏng nghệ lái. Rồi, và quay trở lại với Taxi Sim. Rồi, từ từ mình chờ, mình sẽ phải tắt cái. Rồi, chúng ta sẽ trong vai một người lái xe taxi. Rồi, đi ra. Rồi, có rất nhiều các thành phố đấy. Rồi, đây chính là in-game của Taxi Sim. Rồi, mình sẽ để máy này. Yeah. Trong người thì đèn đỏ nhưng nó không phản nặng lắm anh ạ. Mình không phản đèn đỏ. Rồi lên xe rồi. Ngon lành. Nó sẽ lộ trình cho đi thẳng không? Cái này nó không phải đèn đỏ, mình sẽ không như thế, không dừng đèn đỏ nhá. Quốc đi nhanh quá. Rồi, sang tiền. Tiếp theo mình sẽ ra ngoài mình bắt khách nhé. Rồi, tiếp theo, chúng ta có khách tiếp theo. Không đi nữa anh ạ. Thật xe đạp sao mà đón được. Rồi. Em xinh đẹp, gái xinh đẹp rồi. Đi không? Tại
cũng không lên xe. Bao thời gian xe đứng trên đường làm gì vậy? You can never find a taxi. Xa vậy. Mình đang xe máy mất dạy đi.
nó vừa xe cứu thương. Chẳng qua trên cái phố này nó không bắt phạt đèn đỏ, nó cứ đi thoải mái. Mẹ chưa? Ủa chết rồi đâu mẹ, thằng kia kia rồi. Mẹ 20 tiền, nó có 400. Lại lên địch đuổi. Chào chị Sa Đen.
never find a taxi when you need it. Đi khách. Chỉ đón được một khách thôi. I hope I can make it in time. Ủa, 30 tiếng rồi, vừa đâu người đi bộ. Never find a taxi when you need. Did you reach the speed of sound? Did you reach the speed of sound yet? Lại trên đồi à? Sao bên này hay đó trên đồi? Ooh la la, that's a nice car. Chuyến đi nói chuyến này là nghỉ nhá. Nói chuyến này tự nghỉ. How much longer? Are you sure this is the fastest route? Mình sẽ dừng đây là coi như hết bến nha. Rồi, ok, xin chào các bạn trong các tập tiếp theo của Taxi Sim nha.